Bây giờ còn 10 ngày mới tới Tết thì cái nhánh này nó sẽ nở đều không chị? Đều hả? Ta thấy hoa nó nở rồi đó. Nở rồi thì nó không tàn, nhưng mà nó đậu này nó sẽ Tết à. Như vậy là giờ này mua hoa đào đã được rồi. À, chúc Tết cho đẹp. Và món đầu tiên đã đến. Món này chính là bún bò Bình Định, có giá 55 ngàn đồng ha. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái vị nước lèo. À, nhìn thịt đã quá. Nước lèo có vị ngọt nhẹ các bạn, thơm thơm thoang thoảng mùi gừng thì phải. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 14 tháng 1 năm 2020. Và mình đang có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt ha. Phút này là thuộc quận 5. Như vậy là còn đúng 10 ngày nữa là đến 30 Tết âm lịch. Mấy ngày trước mình đã ghi hình con đường Hải Thượng Lãng Ông và không khí chợ Tết rất là nhộn nhịp vui tươi rồi. À, và mình cũng đã ghi hình con đường Phạm Ngọc Thạch bên trong và phía ngoài nhà văn hóa thanh niên. Khu đó thì rất nhiều cây mai vàng rực ha. Chiều hôm nay có thời gian mình sẽ đi ghi hình chợ hoa Hồ Thị Kỷ, một trong những chợ hoa lớn nhất ở Sài Gòn, để xem 10 ngày trước Tết chợ hoa Hồ Thị Kỷ có gì đặc biệt không. Rồi, chúng ta cùng đi nha. Và đây là chợ hoa Hồ Thị Kỷ hay là phố hoa Hồ Thị Kỷ các bạn, nằm ngay góc đường của Lý Thái Tổ và Hồ Thị Kỷ ha. Đó. Ngay góc đường này chính là nhà văn hóa quận 10 ha. Và mấy bạn thấy nè, hiện tại ở đây bán hoa lan rất là nhiều. Đó. Wow, lan vàng, lan tím. Ở đây họ bán một chậu hoa là 250 ha. Ở đây là một cụm là 10 chậu là 2,5 triệu. Wow. Giá cả tại thời điểm Tết rồi. Rồi, chúng ta đi vào trong nha, đi sâu vào trong con đường Hồ Thị Kỷ. Tím rực luôn. À trời. Mình định đi vào mà cứ đứng tầng ngừng này hoài. Đẹp quá đi hoa lan. Lan trắng. Rồi, chúng ta đi vô trong nha. Đó, các bạn thấy ha. Đẹp quá trời luôn đó thầy, hoa lan. Ngay góc đầu đường Hồ Thị Kỷ này chủ yếu là hoa lan ha. Không khí khá là nhộn nhịp á. Lan vàng. Đây. Từng cụm. Wow, chậu này đẹp ghê. Ơi, tiếp tục đi vào trong. Và đây là phía trong của chợ hoa Hồ Thị Kỷ nha. Ngay đây có cái trường mầm non. Wow, đông quá đi buổi chiều. Vào trong thôi. Đủ thứ đồ ăn. Chính thức bước vào đường hoa ha. Đây. Bên phía tay phải mấy bạn quẹo vô sẽ là chợ Campuchia nha. Hôm trước mình có ghi hình ở đây buổi tối, chợ đêm Campuchia rất nhiều món ăn. Hôm trước mình có ghi hình chợ hoa Hồ Thị Kỷ nữa, nhưng mà buổi tối thì chỉ ghi vài shot hình thôi. Hôm nay sẽ ghi cận cảnh hơn. Và đây là hoa hướng dương ha. Ở đây họ bán theo bó, một bó là 60 ngàn đồng. À, chủ yếu là những cái loại cây để gọi là để cắm hoa đó. Đây, một số loại lá các bạn thấy nè hả.
Cái đặc biệt là hướng dương đây có một cái màu cam rất là cam. Đó, bên kia bán loại hoa Tết kìa. Xanh, đỏ, vàng, đủ hết. Mình sẽ qua bển. À, bên góc tay phải cũng có luôn kìa. Thôi, giữ bên góc tay phải. Đồng quá các bạn ơi. À. Wow, có cả cẩm tú cầu nữa nè. Qua tới đây thấy hoa đào các bạn. Lặt lá kìa. Đó. Cái này giống như vận chuyển hàng không vậy á. Từ ngoài Bắc vô hay sao á. Hiện tại một cây hoa đào như thế này là bao nhiêu tiền chị? 400 ngàn đồng. Dạ. Đào đỏ. Góc chỗ chị này bán hoa đào nhiều ghê, đẹp thiệt á. Đặc biệt là mình thích cành này nè. 10 ngày trước Tết ha, hiện tại còn nụ cũng khá là nhiều. Không biết có nở thêm nữa không. Đó. Ở đây chị cũng bán rất nhiều loại hồng nè, cẩm chướng nữa nè. Đó. Hoa cúc thì quanh năm ha. Tulip nữa kìa. Chết từng chân hoa tulip cũng đẹp. Tulip trắng. Rồi, chúng ta đi tiếp. Bên kia là một cây đào giả kìa. À, hoa giả cũng đẹp ghê. Giống cái khu Hải Thượng Lãng Ông ha. Bây giờ còn 10 ngày mới tới Tết thì cái nhánh này nó sẽ nở đều không chị? Đều hả? Ta thấy hoa nó nở rồi đó. Nở rồi. À, như vậy là giờ này mua hoa đào đã được rồi. À, trước Tết cho đẹp. À, đi du lịch đúng không? À, đúng rồi. Ôi, cảm ơn chị nhiều lắm nha. Dạ. Đây là hoa tươi nữ huyền các bạn ha, địa chỉ nè. 89 Hồ Thị Kỷ. Hồng phấn đẹp quá. Rồi, qua đây, hoa đào giả các bạn ha. Sắc rất là đẹp luôn. Mai nữa, rồi hồng nữa. Wow, hoa giả mà đẹp ghê á. À. Số loại hoa khác nữa nè. Đó, hoa đào rồi nè. Mai. Chở Tết về nhà thôi. À, hoa giả mà cứ như thiệt vậy. Đẹp quá trời đẹp. Ở bên trong nữa kìa mấy bạn. Cúc nữa nè. Hồng nữa nè. Mai. Đây, xịt màu cho hoa. Đây là cỏ lâu ha. Họ cũng nhuộm màu nè, xịt màu nè. À. Rồi, tiếp theo các bạn. À, họ làm cả con chim luôn. À, khá là đẹp.
rỡ ha. Bận rộn. 10 ngày trước Tết có vẻ cũng bận rộn. Đúng rồi. Yeah. Nụ tầm xuân ở đây nhuộm màu các bạn ha. Thì bình quân một chậu đây anh em nói là bán khoảng độ 700-800 ngàn đồng gì đó. Tùy theo chậu ha. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Mình nghĩ mình thích cái màu đỏ hơn. Bây giờ nhìn lại mới thấy để ý nè, đây là con công nè. Đó, nguyên tạo hình con công luôn ha. Bạn thấy không? Để mình đứng ra xa xíu, quay cận cảnh. Đó các bạn. Ở đây bên góc tay trái các bạn, có một cái xe bán bánh lọt chiên kìa, hình như là bánh hè nữa. Và chú đây ngồi có vẻ có cái gương mặt khá là phúc hậu. Bán bánh bao, nước giải khát. Rồi, có thể chúng ta sẽ đi ăn bánh lọt ha. Nhưng mà tiếp tục đi xem đường hoa đã. Đây, bên đây cũng bán đủ tầm xuân luôn. À, vui quá. Bên kia có một cây mãng cầu trái quá trời. Mãng cầu giả ha. Là cũng khá là giống. Muốn mua hoa là cái ra Hồ Thị Kỷ thôi. À, con đường khá là dài ha. Xuống tới kia luôn. Và đi tiếp các bạn. Đấy, một chiếc xe đang chở hàng kìa. Đó. Và đó là mình cảm thấy là cái không khí đây nó nhộn nhịp vui tươi hơn cái phần còn lại của Sài Gòn ha. Ở đây là Tết đến rất là sớm. Xịt như thế này rồi cái màu hoa nó sẽ giữ được lâu không anh? Dạ. Thành hoa khô luôn à. Thành hoa khô luôn à. Dạ. À. Dạ. Tìm tìm. Ôi, cảm ơn anh nha. Dạ. Đây, chạy đi thôi. Đó. Ồ, màu ghê. Việt Nam tít 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 tít. Bấm kèn quảng xã. Ở đây mình thấy hiện tại họ mua nhiều nhất là nụ tầm xuân nè. Đó. Hoa lan nữa, bán rất là nhiều. Đào thì mới thấy cái chỗ chị đó chỉ bán thôi, cái đầu tươi ấy ha. Rồi chúng ta tiếp tục đi đến khúc đằng kia. Một chiên nuôi chiên, wow. Thấy đó đó bụng. Đi tới khúc cuối đây chủ yếu là bán hoa nụ tầm xuân ha. Và hàng quán ăn uống. Đó. Chợ Campuchia bên phía tay phải nữa, bán đồ ăn rất là nhiều buổi tối. Mấy bạn cần thì có thể xem lại video cũ nha. Video mình quay về chợ đêm Campuchia. Và đây là tiệm hoa cuối cùng ha. Tiệm hoa cuối cùng. Đầu đường bên kia hình như chính là đường Hùng Vương. Để mình ra tới đầu đường luôn. Chính xác là đường Hùng Vương các bạn. Và đằng kia chính là khách sạn Equatorial kìa. Đây mình quay một vòng các bạn xem. Hơi ngược chiều sáng xíu nha. À, ngay vị trí này chính là 49A Hùng Vương ha. Quẹo phải vô cái hẻm chính là chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Rồi mấy bạn chấp nhận nó ngược chiều sáng chút xíu nha. Mình sẽ quay qua. Mình gia tăng độ sáng lên đó. Đây chính là góc quẹo vào nè. Và ngay bên cạnh chợ hoa Hồ Thị Kỷ có chung cư Lê Hồng Phong ha. Sẵn dịp mình ghi hình các bạn xem luôn. Đây mình đi lên. Và ở tầng 1 nhìn xuống chợ hoa Hồ Thị Kỷ. À, các bạn thấy ha. Một góc thôi. Xoay ngược lại. Đây là một chung cư khá là cũ rồi. Được cái đường cầu thang mình thấy khá là sạch sẽ. Rồi chúng ta tiếp tục đi lên ha. Xem ra thì chung cư này mình thấy chỉ có khoảng độ 3 tầng thôi. Và đây là tầng 2 nhìn xuống. Đó.
một căn hộ. Mình vừa nói chuyện với một anh ở đây thì anh nói là chung cư đây có diện tích là một căn hộ á, 48m² nha. Mình thấy cũng khá là yên bình. Ê, nồi cơm điện ha. Cái lạ là nhìn lên trên nè, ở đây nè, thấy cây dương sỉ mọc ra từ cái vách tường luôn. Và nhìn xuống đằng kia, hình như là một cái nhà nào đó họ bày biện ra khá là nhiều ly chén. Và đây, từ tầng 3 của dãy A thì phải, chúng ta cùng nhìn qua dãy bên kia. Đó, phơi đồ. Mình sẽ quay xuống cho các bạn xem nha. Đây các bạn, mình quay xuống. Những dãy chung cư cũ như thế này không biết còn tồn tại bao lâu nữa. Và bây giờ mình sẽ đi qua dãy bên kia. Trên đường đi xuống quay một góc cầu thang các bạn xem luôn. Đó, song song như thế này. Rồi, đi vô thôi. Và đứng ở tầng 1 nhìn ra. Đó, bên kia là cuối đường các bạn ha. Có thêm một dãy chung cư nữa. Ở đây có mấy con mèo nè. Meo. Tiếp tục đi lên. Và đây ở tầng 3 nhìn ra lại các bạn. Cùng nhìn về hướng chợ Hồ Thị Kỷ. Đó, mấy bạn thấy tổng quát ha. Đấy, chung cư là vậy. Và hiện tại là 6:30 tối ha. Trước mặt các bạn chính là đường Điện Biên Phủ thuộc quận 10. Các bạn lưu ý đây là đường một chiều nha. Và con hẻm mình đang đứng ở đây là hẻm 324/1. Ở đây có một tiệm ăn khá là nổi tiếng, tuy là mới khai trương được mấy tháng. Đó là tiệm ăn Bà Xã, chuyên về các món ăn Bình Định. Và tối hôm nay mình đến đây để ăn món bún bò Bình Định và một số món khác nữa. Rồi, chúng ta cùng vào quán nha. Đây chính là quán Bà Xã. Trang trí khá là đẹp ha. Đây, Bà Xã món ngon xưa nẩu. Rồi, chúng ta bước vào trong. Trang trí đẹp ha. Rồi, lên tầng 1. Không gian bên trên rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp. Ở góc độ này nhìn ra đường. Và đây là phần thực đơn của bếp nhà Bà Xã nha. Số điện thoại, wifi, facebook, địa chỉ. Bánh cuốn Tây Sơn số 1. Mẹt nem nướng Bà Xã số 2. 65 là 65 ngàn mấy bạn nha. 95 là 95 ngàn đó. Lụi heo, lụi bò. Số 3, mẹt thịt luộc tai heo, mắm nêm 65. Số 4, cháo lòng bánh hỏi Bình Định 59. Số 5, mẹt cá hấp 59 ngàn đồng cá ồ, cá thu 79 ngàn. Số 6, bún bò Bình Định 55 ngàn. Số 7, bánh bèo ly rượu 29 ngàn đồng. Số 8, bún khô lụi nướng 59 ngàn. Số 9, bún mắm nêm 55 ngàn. Số 10, bún mắm cua 55 ngàn. Khai vị, gỏi bưởi tôm tươi 119,
gỏi gà rau răm 89, gỏi xoài tôm khô 79, rau luộc thập cẩm kho quẹt 89, gỏi rau muống bắp bò 79, gỏi khổ qua trà bông nè 75, khổ qua xào trứng 55, rau muống xào tỏi 55. Và đây là các món lai rai nè: chả ram tôm đức 69, ché trộn rau răm 59, ốc bu nhồi thịt 79, hến súp bánh đa 65, chả giò bà xã 79, lòng xào nghệ súp bánh đa 79, nem chả Bình Định 79, chả bò 89, chả cá Quy Nhơn 89, ba rọi núp lùm 79, tai heo chua ngọt 59, đậu hũ chiên giòn 55, đậu hũ xả ớt 55. Món chính: giò heo muối chiên giòn 199, gà ta lên mẹt 289, tôm rang muối Hồng Kông 149. Ngoài ra thì còn món lẩu nè: lẩu cua đồng bắp bò 199, lẩu gà lá giang 265, lẩu tôm chanh dây 245 ha. Rồi, cơ bản thực đơn là vậy nha mấy bạn. Mình gọi món ăn đây. Và món đầu tiên đã đến, món này chính là bún bò Bình Định, có giá 55.000 đồng ha. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái vị nước lèo. À, nhìn thịt đã quá. Nước lèo có vị ngọt nhẹ các bạn, thơm thơm thoang thoảng mùi gừng thì phải, và rất ít mùi guốc ha. Bây giờ mình xóc cái cọng bún lên, ăn với cái phần bò, phần chả nữa. Đây cọng bún các bạn. Ở đây được 3 miếng tái ha, tái ăn ngon. Cái phần giò heo ăn cũng ngon nữa, thịt mềm thơm, béo. Cái phần chả bò ăn cũng được, sực sực thơm thơm, nhớ là chả bò. Rồi, mình quay cận cảnh chút xíu mấy bạn xem nè. Đó, mấy bạn thấy ha. Mình cảm nhận là cái phần bún này nó có cái vị thanh nhẹ hơn so với phần bún bầu Huế, do cái phần ruốc của họ nó sử dụng ít. Ở đây thì không có chả cua, chỉ có giò heo, rồi thịt bò tái, chứ phần chả bò vậy thôi. Nói chung ăn rất là được các bạn. Bây giờ nếm thì cứ thêm cái phần nước mắm đó nha. Phần nước mắm rất là ngon các bạn, mặn cay thơm, nó nói là nước mắm ngon. Rồi, mình ăn hết tô bún đây, sau đó sẽ ăn cái món thứ hai, rồi sau đó sẽ dự xét tổng thể cuối cùng luôn ha. Và món thứ hai đã đến ha. Món này chính là mẹt cá ồ. Phía trước mặt các bạn chính là cá ồ ha. Bánh hỏi Bình Định nè, dưa leo nè, cà chua nè, xoài nè. Món này thì dùng bánh tráng để cuốn lại và ăn, ăn chung với mắm nêm nha. Đây, để mình quay cận cảnh. À, món này có giá 59.000 đồng nha. À, xoài. Và đây là mắm nêm. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng bánh tráng cuộn lại một cuộn, ăn thử xem sao nha. Cái mùi mắm nêm ở đây nghe rất là thơm. Và đây là phần bánh tráng nè, có phần nước luôn ha, sạch sẽ. Bánh tráng khá là dày. Đây, mình mang đến đây rồi đó. Bánh tráng nè, đó, bánh hỏi nè, cá ồ nè, xoài nè, rau thơm nè, ớt nè. Bây giờ mình cuộn lại nha. Ở ngoài họ karaoke kẹo kéo ồn ghê á. À, bàn tay mình cuộn lại rồi, bây giờ chấm mắm nêm ăn thôi. Mình đã ăn hai cuốn các bạn, phải nói là ngon nha. Phần cá tươi thơm, ngọt thịt. Cái phần mắm nêm rất là đậm đà, mặn cay thơm. Cái phần xoài chua chua, mình mong muốn là cái phần xoài này chua hơn nữa. Bởi vì trong cái cuộn bánh cuốn á, nó cuộn lại á, thì cái độ chua của miếng xoài này nó sẽ giảm xuống. Và cái lớp bánh tráng này khá là dày mấy bạn nha, cho nên mấy bạn phải để là ngập sâu trong nước và để ra ngoài cho nó mềm hơn chút xíu nữa. Hồi nãy cái cuốn đầu tiên á, mình dùng cái lớp bánh tráng ngập sâu trong nước để khoảng độ 1 phút gì đó thì nó sẽ mềm lại. Cái cuốn thứ hai á, thì mình ngập sâu trong nước, tuy nhiên là lập tức cuốn luôn thì nó hơi bị dai, nó hơi bị hơi khó cuốn chút xíu á, cho mấy bạn phải để ra ngoài ngập sâu khoảng độ 1 phút 2 phút gì đó sẽ ngon hơn ha. Khó nhận xét quá. Kẹo kéo, karaoke.
cái món này đặc sắc là ở chỗ cái cá hay là cái mắm đêm nha. Đó, nó ngon là vậy thôi. Và đây mình đã gọi đến món thứ ba, món này chính là món bún cua, giống như kiểu bún cua lên men ở Gia Lai á. Tuy nhiên không biết là cái độ nồng như thế nào ha, mình ăn thử coi. Ở trên Gia Lai thì chủ yếu là da heo khô ha, măng tươi và cái trứng vịt, ăn kèm thì có nem chua và chả. Rồi bây giờ mình xốc lên ăn thử coi xem như thế nào. Món này so với cái chuẩn ở Gia Lai thì tạm tạm mấy bạn ơi. Cái mùi của cái cua lên men chưa có đạt lắm. Nói chung cũng nghe được cái mùi nhưng mà nó chưa có đạt cái độ nồng như ở Gia Lai mình ăn. Mình thích phải nó nồng hơn. Cái lạ ở đây là họ sử dụng cái đậu hũ này nè. Nói chung là đậu hũ mềm béo béo ha. Măng tươi, trộn thêm cái phần nắng mắm nêm vô nữa thì ăn sẽ ngon hơn. Dù sao thì vẫn gợi nhớ về cái tô bún cua lên men của Gia Lai ở Pleiku hơn. Dạ. Yeah. Mình không có đánh giá cao lắm cái tô bún cua lên men này. Mình đã ăn xong tô bún bò, phần mẹt bánh hỏi cá ồ và phần bún cua lên men ha. Và sau đây là phần nhận xét tổng thể cuối cùng của mình. Đầu tiên là về phần mình thích nè. Mình thích thứ nhất chính là thiết kế. Nói chung là thiết kế đẹp, có yếu tố nghệ thuật. Mình nghĩ đó là một điểm để cho các bạn trẻ đến check-in đó. Và khi mời bạn bè đến đó ăn thì cũng nghĩ là nó lịch sự, nó đẹp, ok. Điểm thứ hai mình thích chính là nhân viên phục vụ. Mình thấy lịch sự và cũng khá là có kiến thức về món ăn. Điểm thứ ba mình thích chính là tô bún bò. Mặc dù nó không phải là xuất sắc như kiểu bún bò Huế O Sủ hay bún bò Huế Úc Hưng, nhưng tô bún bò này ăn rất là được. Và cái phần lượng nó cũng khá nữa. Từ cái khoanh giò heo nè, tới phần chả bò, bò tái thì mình nghĩ là 55 ngàn trong một cái phân khúc nhà hàng như thế là ổn. Phần mẹt, bánh hỏi cá ồ ăn cũng được. Với khẩu vị của người miền Nam á, thì nó không hẳn là xuất sắc các bạn, nhưng mà ăn được. Và mình có một cái lưu ý mấy bạn nha, cái phần cá ồ đó thì cái phần thịt cá nó hơi kiểu giống như phần cá thu á, cá ngừ á. Cái thịt cá nó sẽ có phần dạng như là khô khô, chứ không phải dạng ướt ướt nha mấy bạn nha. Mình thì mình thích cái phần cá nào nó có cái độ ngọt, độ xốp, độ mềm và ướt ướt chứ không bị khô, thì mình nghiêng với cái phần cá đó hơn. Cái phần bún cua lên men thì như mình đã nhận xét không có gì xuất sắc ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. À, mình nghĩ là các bạn nào là người miền Trung á, đặc biệt là Bình Định nè, hoặc là Tuy Hòa nè, nói chung là xứ Nẩu ha, và miền Trung thì rất có thể đến đó thử. Mình nghĩ là sẽ hợp khẩu vị người miền Trung hơn. Rồi, chào các bạn, mình về đây.